người dân Anh phản đối chính sách cho người Hồng Kông nhập cư. JP Morgan Chase loại bỏ thuật ngữ hàm ý phân biệt chủng tộc. Đánh dấu ngày Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump thề đánh bại phe cực đoan. Theo Bộ trưởng Iran, trừng phạt của Mỹ là một hành động khủng bố kinh tế. Và lãnh đạo các nước Pháp, New Zealand và Croatia đều lên kế hoạch tranh cử trong các đợt bỏ phiếu quốc gia. Về các tập đoàn lớn, rắc rối đang bao trùm tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei. Boeing âm thầm khai tử máy bay phản lực khổng lồ 747. Quý vị đang đến với FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Sau khi Trung Quốc thông qua luật bảo vệ an ninh quốc gia lên đặc khu hành chính Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, thì Vương quốc Anh đã quyết định cho phép 3 triệu người Hồng Kông được phép nhập cư vào nước này. Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của công dân Anh khi cho rằng cùng với COVID-19, việc nhập cư này có thể làm cho tình hình thất nghiệp tại đây thêm trầm trọng. Phát biểu trước các thành viên Quốc hội, Thủ tướng Anh ông Boris Johnson cho biết Vương quốc Anh sẽ mở một tuyến đường mới cho những người có quốc tịch Anh nhập cư vào Vương quốc Anh. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh ông Dominic Raab tuyên bố rằng người Hồng Kông có hộ chiếu Anh ở nước ngoài PNO và người thân của họ sẽ được hưởng quyền làm việc hoặc học tập tại Anh trong 5 năm, sau đó sẽ được đăng ký làm thủ tục nhập cư, nếu đủ điều kiện sẽ trở thành công dân Anh sau 1 năm đăng ký. Ông Raab cũng chia sẻ thêm rằng sẽ không có giới hạn cho việc xin đăng ký nhập quốc tịch. Phát biểu này của ông vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ công dân Anh vì họ e ngại tình trạng nhập cư quá ồ ạt có thể khiến cho tình hình thất nghiệp tại nước này thêm phức tạp. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết, chỉ riêng trong tháng 4 vừa qua đã có thêm 856.500 người tại nước này đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trên cả nước lên 2,1 triệu, cao nhất từ những năm 1970 đến nay. Với tình trạng thất nghiệp như vậy, người dân Vương quốc Anh đang chỉ trích chính phủ dữ dội và cho rằng chính sách nhập cư với số lượng lớn như vậy có thể đưa nước Anh trở lại thời Brexit. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho biết, về hộ chiếu quốc gia Anh ở nước ngoài hoặc hộ chiếu PNO, trong bản ghi nhớ trao đổi giữa hai bên, phía Anh tuyên bố rằng họ sẽ không trao quyền cư trú cho công dân Trung Quốc ở Hồng Kông. Điều này được nêu rõ trong phần giải thích một số câu hỏi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thi hành luật quốc tịch của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại đặc khu hành chính Hồng Kông rằng những công dân Trung Quốc cư trú tại Hồng Kông đều là người Trung Quốc, dù họ có mang hộ chiếu của quốc gia Anh ở nước ngoài hay hộ chiếu PNO đi chăng nữa. Trung Quốc tuyên bố nếu Vương quốc Anh thực hiện những thay đổi đơn phương như vậy là vi phạm vị trí và cam kết của chính mình, cũng như luật pháp quốc tế, cũng như các quy tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế. Chính phủ Trung Quốc kêu gọi Anh xem xét khách quan và công bằng về luật an ninh Hồng Kông, không được can thiệp quá nhiều vào các vấn đề của Hồng Kông dưới bất kỳ hình thức nào. Vừa qua, 3 sĩ quan cảnh sát của tiểu bang Colorado đã bị sa thải. Một người thứ tư đã tự ý từ chức sau khi họ chia sẻ một bức ảnh mô phỏng cảnh một người đàn ông da màu qua đời sau khi bị cảnh sát siết cổ vào tháng 8 năm ngoái. Bà Vanessa Wilson, quyền cảnh sát trưởng ở vùng ngoại ô Aurora, thủ đô Denver, đã gọi hành động của các cảnh sát có liên quan đến cái chết của Elijah McClain là đáng trách. Các cảnh sát bị sa thải đó là Jason Rosenblatt, Erica Marrero và Kai Dietrich. Sĩ quan thứ tư là Jaron Jones đã từ chức hôm thứ Ba. Theo đó, bức ảnh mô tả hai người đàn ông Dietrich và Jones đang mô phỏng lại tư thế siết cổ nhau, trong khi người phụ nữ Marrero đứng gần đó lại cười lớn, ngay trước đài tưởng niệm của Elijah McClain. Anh Wilson và Rosenblatt là hai người đàn ông đã từng siết cổ McClain. Sau khi nhận được tin nhắn về bức ảnh này, đã trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc cười. Luật sư của gia đình McClain, ông Murray Newman cho biết, cảnh sát không những đã giết người vô tội mà còn tự cho mình cái quyền được nhạo báng cái chết của người khác. McClain là một thanh niên 23 tuổi. Vào tháng 8 năm ngoái, anh đang đi bộ dọc theo một con phố ở Aurora. Đột nhiên anh bị ba cảnh sát tiếp cận vì anh đang đeo mặt nạ trượt tuyết và trông khả nghi. Dù không phạm phải bất kỳ tội gì, anh vẫn bị cảnh sát kẹp cổ. Sau đó các nhân viên y tế tiêm thuốc an thần ketamine cho anh. Tim anh McClain đã ngừng đập và qua đời vài ngày sau đó. Một công tố viên địa phương đã không đệ đơn kiện các sĩ quan cảnh sát và nhân viên y tế trên vì cho rằng theo khám nghiệm tử thi thì cái chết của anh McClain là không rõ nguyên nhân. Thống đốc bang Colorado, ông Jay Polis, đã chỉ định một công tố viên đặc biệt để xem xét vụ việc. Trong tuần này, thì FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã vào cuộc điều tra xem các quyền dân sự của McClain có bị vi phạm hay không.
Trước những phản đối dữ dội liên quan đến chiến dịch Black Lives Matter, tập đoàn tài chính JP Morgan Chase đang loại bỏ dần các thuật ngữ được cho là có hàm ý phân biệt chủng tộc như blacklist danh sách đen, master chủ nhân hay slave nô lệ khỏi các tài liệu và mã code nội bộ của mình. JP Morgan Chase là công ty đầu tiên trong lĩnh vực tài chính tiến hành loại bỏ các thuật ngữ mang hàm ý phân biệt chủng tộc khỏi các điều khoản trong tài liệu về chính sách, tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát của ngân hàng. Trong một số ngôn ngữ lập trình và phần cứng máy tính, master, chủ nhân và slave, nô lệ mô tả một phần của thiết bị hoặc quy trình điều khiển các phần mềm khác. Blacklist danh sách đen đề cập đến các mục bị từ chối tự động, trong khi whitelist danh sách trắng có nghĩa ngược lại. Trong lĩnh vực bất động sản, một số nhà môi giới đã không còn sử dụng thuật ngữ master bedroom, phòng ngủ chính. Loại bỏ các thuật ngữ trên sẽ không phải là việc đơn giản đối với JP Morgan. Một chuyên gia lập trình nói rằng việc thay đổi chúng trong hệ thống mã của các ngân hàng có thể sẽ mất nhiều tháng và tiêu tốn hàng triệu đô la. Thưa quý vị, ngày Quốc khánh 4 tháng 7 đã đánh dấu bằng một màn pháo hoa hoành tráng và có một khoảnh khắc rất đỗi yên bình khi mà cảnh sát và các nhóm người biểu tình đều cùng dừng lại để xem pháo hoa. Tuy nhiên, bên ngoài Úc đảo thời gian đó thì sự chia rẽ và căng thẳng vẫn tiếp diễn. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đánh bại phe cực đoan, nhấn mạnh chủ kiến ông đưa ra tại Mount Rushmore tối hôm trước. Những người đang nói dối về lịch sử của chúng ta, những người muốn chúng ta xấu hổ, những người không quan tâm đến công lý và các biện pháp chữa lành. Mục tiêu của họ là phá hủy. Mục tiêu của chúng ta không phải là phá hủy cấu trúc của một quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, những gì mà chúng ta đã xây dựng. Bên ngoài nơi ông Trump phát biểu, những người biểu tình ôn hòa đã diễu hành trên các đường phố xung quanh Nhà Trắng, Black Lives Matter Plaza và đài tưởng niệm Lincoln. Cùng lúc đó, những người phản đối biểu tình cũng xuống đường. Một số vụ ẩu đả đã diễn ra. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ có vaccine hoặc giải pháp trị liệu trước khi kết thúc năm 2020. Cùng ngày, đối thủ tranh cử Joe Biden cũng đã có một bài viết nhân ngày Quốc khánh, đánh vào một bức tranh tương phản và cáo buộc ông Trump làm mọi cách để làm mờ nhạt và phá hủy nền dân chủ Mỹ mỗi ngày. Trong một lá thư gửi riêng cho các nhà tài trợ, ông Biden nói bây giờ là cơ hội để những người bị thiệt thòi, bị quỷ ám, bị cô lập, bị áp bức có thể biến một phần giấc mơ Mỹ của họ thành hiện thực. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án Mỹ và gọi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ giống như là một khủng bố kinh tế. Vào tháng 5 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi một thỏa thuận đa phương nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran và áp dụng các biện pháp trừng phạt làm suy sụp nền kinh tế nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Zarif cho rằng Hoa Kỳ đã bắt nạt Iran và không tôn trọng thỏa thuận hạt nhân với Iran. Một số nhà lập pháp lớn tiếng phản đối ông Zarif trong phiên họp. Giá dầu đã làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này, nơi cũng có số người chết cao nhất ở Trung Đông từ đại dịch virus corona. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Jean Castex vào cương vị thủ tướng mới trong một động thái cải tổ lại nội các để giành lại lòng tin của cử tri. Ông Jean Castex, 55 tuổi, là một trong những công chức hàng đầu, người đã thành công trong việc lập ra kế hoạch đối phó với dịch bệnh virus corona tại Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron đã chỉ định ông Jean Castex làm thủ tướng mới của mình trong nỗ lực tái tạo lại chính quyền của mình và giành lại cử tri. Ông Castex, 55 tuổi, thuộc phe cánh hữu trung tâm trong hệ thống chính trị của Pháp. Ông đã từng phục vụ 2 năm với tư cách là quan chức cấp cao thứ hai tại Điện Élysée trong nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Một quan chức Điện Élysée mô tả ông Castex là một công chức cao cấp có kinh nghiệm về chính trị địa phương sẽ giúp cho ông Macron kết nối với các tỉnh của Pháp. Việc bổ nhiệm theo sau sự từ chức của ông Edouard Philippe. Ông Macron đang định hình lại chính phủ của mình khi Pháp vật lộn với suy thoái kinh tế sâu sắc nhất kể từ Thế chiến thứ hai, làm thu hẹp nền kinh tế khoảng 11% vào năm nay và chồng chất thêm những khó khăn với nạn thất nghiệp. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi xem liệu Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire có giữ được công việc của mình hay không, khi ông giám sát các cải cách để tự do hóa nền kinh tế và chi tiêu lớn để giữ cho các công ty như Air France và Renault tiếp tục hoạt động trong cuộc khủng hoảng. Thưa quý vị, với những lời hứa tài trợ thêm cho các doanh nghiệp nhỏ và nhiều việc làm hơn khi suy thoái kinh tế nghiêm trọng đang diễn ra, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vào hôm Chủ nhật 5 tháng 7 đã phát động chiến dịch tranh cử của đảng của mình trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 sắp tới. Bà Jacinda Ardern nổi lên như một thủ tướng nổi tiếng nhất của New Zealand trong một thế kỷ qua, đã có những kế hoạch đối phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, khiến New Zealand gần như không bị tổn thương. Điều này cũng thúc đẩy triển vọng của bà trong cuộc bầu cử ngày 19 tháng 9.
Chưa bao giờ trong lịch sử chúng ta lại phải đối mặt với những thách thức tàn khốc như vậy. Một cuộc tấn công khủng bố, một vụ phun trào núi lửa, một đại dịch toàn cầu và bây giờ là khủng hoảng tài chính. Chúng ta liên tục phải trải qua thử thách, nhưng chúng ta đang dần vượt qua và trở lại với ý thức mạnh mẽ hơn về bản thân và về những gì quan trọng nhất đối với chúng ta. Bà cho biết sẽ có một kế hoạch cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ, miễn lãi vay nếu doanh nghiệp hoàn trả lại trong vòng một năm. Nhiều việc làm trong lĩnh vực môi trường và cơ sở hạ tầng cũng sẽ được tạo ra. Chúng tôi đang đầu tư 400 triệu đô la vào du lịch bởi vì đó là một phần tương lai của chúng ta khi biên giới mở cửa trở lại, khi mọi thứ đã an toàn. Bà Ardern được ngưỡng mộ trên toàn thế giới với phong cách lãnh đạo được nhiều người coi là vừa đầy lòng trắc ẩn nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc sau những xử lý của bà đối với vụ xả súng hàng loạt vào năm ngoái, làm thiệt mạng 51 tín đồ Hồi giáo và vụ núi lửa phun trào giết chết 21 người vào tháng 12. Các nhà lãnh đạo của đảng chính trị Croatia cũng đã bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử vào hôm Chủ nhật 5 tháng 7, được tổ chức vào thời điểm dịch bệnh virus corona gia tăng và suy thoái kinh tế trầm trọng. Kết quả bỏ phiếu có thể dẫn đến các cuộc đàm phán chính trị để thành lập một chính phủ mới. Liên minh Dân chủ Croatia HDZ thuộc trung tâm cầm quyền đã có một chút lợi thế trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận so với đối thủ là đảng Dân chủ Xã hội SDP. Thủ tướng và lãnh đạo của HDZ Andrej Plenković cho biết ông mong muốn được hợp tác với những người khác sau cuộc bầu cử. Dân chủ nghĩa là công dân có tiếng nói của họ, và hôm nay là ngày mà chúng tôi đối diện với ý chí của người dân. Tôi mong chờ sự lựa chọn của đồng bào và sẽ tiếp tục làm việc vì sự hạnh phúc của người dân Croatia. Hai đối thủ hàng đầu của ông là lãnh đạo SDP Davor Benedic và ca sĩ nổi tiếng Miroslav Skoro. Chính phủ mới sẽ có một nhiệm vụ khó khăn là phải kiểm soát coronavirus trong khi cố gắng khôi phục lại nền kinh tế, dự kiến sẽ bị thu hẹp khoảng 10% trong năm nay. Doanh thu từ du lịch được dự báo là sẽ giảm tới 70%. Sáng thứ Sáu vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi đã đến khu vực sông Indus nằm ở phía bắc biên giới Ấn Độ-Trung Quốc để xem xét tình hình an ninh và thăm hỏi các binh sĩ tại đây. Cũng trong hôm đó, thì ông đã đến bên sông Indus để cầu nguyện cho những người lính đã hy sinh trong tranh chấp biên giới Trung Ấn vào giữa tháng 6. Tại bờ sông Indus, Thủ tướng đã tham gia lễ hội Sindhu Darshan diễn ra hàng năm để tôn vinh những người lính đã cống hiến cả sinh mạng của mình để phục vụ cho sự bình yên của đất nước. Sau đó, Thủ tướng đã gặp những người lính bị thương trong các cuộc đụng độ dữ dội ở thung lũng Gangwon vào ngày 15 tháng 6, cuộc đụng độ biên giới với Trung Quốc, trong đó 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng. Thủ tướng cũng nhắn gửi thông điệp đến Trung Quốc rằng đã đến lúc cần chấm dứt chủ nghĩa bành trướng, bắt đầu thời kỳ phát triển. Tham mưu trưởng quốc phòng tướng Bipin Rawat và tư lệnh quân đội MM Naravane tháp tùng thủ tướng khi ông đi thăm khu vực, gặp gỡ các binh sĩ và được thông báo về cuộc đối đầu với Trung Quốc kể từ đầu tháng 5. Ông Santos, tổng bí thư của đảng, chia sẻ rằng chuyến thăm của Thủ tướng Modi là một niềm khích lệ tinh thần mới cho những người lính. Thủ tướng Modi cũng nói rằng Ấn Độ sẽ không cho phép niềm tự hào của quốc gia bị tổn thương. Thưa quý vị, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đã cắt đứt quyền truy cập của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei vào các công nghệ quan trọng của Mỹ ở một mức độ lớn hơn bao giờ hết. Các quốc gia và nhà khai thác mạng di động trên khắp thế giới hiện đang đặt câu hỏi liệu Huawei có thể cung cấp các lời hứa liên quan đến mạng 5G của mình hay không. Và tình hình chống Trung Quốc đang gia tăng ở Ấn Độ và các nơi khác có thể mang lại những bất lợi như thế nào cho Huawei? Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố hồi tháng trước là thủy triều đang quay lưng với Huawei khi các công dân trên khắp thế giới đang thức tỉnh trước nguy cơ giám sát của Trung Quốc. Các quốc gia hoan nghênh ý kiến của ông Pompeo bao gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan và Estonia khi chỉ cho phép các nhà cung cấp đáng tin cậy vào mạng 5G của họ và báo hiệu họ sẽ không làm việc với Huawei. Trong khi các nước châu Âu có nền kinh tế lớn hơn nhiều như Vương quốc Anh, Pháp và Đức thì vẫn chưa công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với Huawei. Tuy nhiên, phân khúc 5G của Huawei vẫn đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Doanh số điện thoại thông minh ở nước ngoài của công ty này đã bị ảnh hưởng bởi vì các phiên bản mới không thể truy cập vào các ứng dụng phổ biến của Google. Lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ được công bố vào tháng 5, hạn chế các công ty như TSMC, một công ty có trụ sở tại Đài Loan, xuất khẩu chipset máy tính và các thành phần quan trọng khác cho Huawei. Không có những chipset này, Huawei không thể xây dựng được các trạm gốc 5G và các thiết bị khác. Các chuyên gia cho biết nếu luật không thay đổi và nếu căng thẳng Mỹ-Trung không xuống dốc thì có nguy cơ lớn là Huawei sẽ phải ngừng cung cấp thiết bị 5G từ đầu năm tới. Hôm thứ Bảy, tờ Telegraph có trụ sở tại Vương quốc Anh đã báo cáo rằng Thủ tướng Boris Johnson đã sẵn sàng bắt đầu loại bỏ công nghệ Huawei 5G ở Anh ngay trong năm nay.
Theo Reuters đưa tin, thì Boeing đã âm thầm khai tử máy bay phản lực khổng lồ 747, kết thúc sứ mệnh của chiếc máy bay được mệnh danh là Nữ hoàng bầu trời. Dự báo được đưa ra khi mà Boeing và các nhà cung cấp đã chuẩn bị những thiết bị lắp ráp cuối cùng cho chiếc Boeing 747 ít nhất là từ một năm trước. Đơn hàng cuối cùng với mục đích chở khách của dòng máy bay này là vào năm 2017 cho một chiếc Air Force One. Boeing đã từ chối xác nhận liệu có kết thúc chương trình 747 hay không. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính hồi đầu năm nay, cái kết của dòng 747 đã được dự báo trước. Cụ thể, Boeing cho biết, với tốc độ chế tạo một nửa chiếc máy bay mỗi tháng, chương trình của 747-8 có hơn 2 năm sản xuất trước khi hoàn thành đầy đủ đơn đặt hàng của khách hàng hiện tại. Máy bay Boeing 747 được ra mắt vào những năm 1970, được mệnh danh là Nữ hoàng bầu trời của Boeing. Nhưng 747 đã tụt lại phía sau máy bay hai động cơ hiện đại trong những năm gần đây. Theo nguồn tin tiết lộ, chiếc máy bay 747-8 cuối cùng sẽ được xuất xưởng trong khoảng 2 năm tại nhà máy ở Seattle. Chuyển sang các thông tin tiếp, thưa quý vị, ngành du lịch của nước Anh đang chờ đợi cơ hội để hồi phục sau khi chính phủ nước này cho biết là sẽ chấm dứt việc kiểm dịch COVID-19 đối với những người đến Anh từ hơn 50 quốc gia. Theo thông báo chính thức từ chính phủ Anh, những người đến từ 50 quốc gia như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, ngoại trừ Mỹ sẽ không bị kiểm dịch khi đặt chân vào lãnh thổ nước này. Việc này sẽ tiến hành từ ngày 10 tháng 7, đồng nghĩa với việc dọn đường cho hàng triệu khách du lịch Anh đang ở các quốc gia sẽ được trở về quê hương mà không phải cách ly. Tuy nhiên, những người quay trở lại từ các quốc gia có nguy cơ cao vẫn sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày. Danh sách đầy đủ 50 quốc gia vẫn chưa được công bố, nhưng Mỹ nằm trong danh sách đỏ. Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết đến nay vẫn chưa có sự sắp xếp đối ứng nào với Mỹ. Chính phủ cũng cho biết dự kiến các quốc gia trong danh sách không bị kiểm dịch sẽ nới lỏng các hạn chế của riêng họ đối với du khách Anh. Động thái mở cửa trở lại của Anh cũng đã khiến 3 trong số các hãng hàng không lớn nhất châu Âu là British Airways, Ryanair và EasyJet kết thúc các thách thức pháp lý chống lại chính phủ Anh. Trước đó, 3 hãng hàng không này đã chỉ trích chính sách kiểm dịch của Anh đã giáng một đòn thảm khốc vào ngành công nghiệp vận tải, nhất là vào mùa hè này khi nhu cầu đi lại du lịch rất cao. Các trận đấu Quyền Anh-Thái Lan ở Bangkok đã bắt đầu nối lại vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 sau khi bị chính phủ đình chỉ kể từ tháng 3 bởi vì một số lượng lớn người nhiễm COVID-19 được cho là đã đến cổ vũ ở các trận boxing. Một vòng đấu đấm bốc Thái Lan ở ngoại ô thủ đô Bangkok đã được nối lại, nhưng theo các hạn chế của chính phủ và không có khán giả nào được phép xem bên trong sân vận động. Chỉ có các thành viên trong đội của võ sĩ là được phép vào đấu trường. Các trận đấu đang được phát sóng trực tiếp trên truyền hình trong thời gian này. Vào ngày đầu tiên khi Khatawut Tâm Thon 21 tuổi trở lại sàn đấu, anh đã bày tỏ niềm vui và sự phấn khích. Vâng, tôi cảm thấy một chút kỳ lạ khi không có khán giả đến xem vì tôi đã quen với âm thanh của đám đông cổ vũ. Chính phủ Thái Lan gần đây đã phải giảm bớt một số hạn chế trong thi đấu thể thao để các buổi tập và thực hành có thể tiếp tục. Nhưng Bộ Du lịch và Thể thao vẫn chưa ban hành hướng dẫn quy định số lượng khán giả được phép ở các địa điểm thi đấu thể thao. Thưa quý vị, Ấn Độ đã cho phép mở cửa trở lại đền Taj Mahal, một trong 7 kỳ quan thế giới và là biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng sau khi bị đóng cửa suốt 3 tháng qua. Du khách đến Taj Mahal sẽ phải đeo khẩu trang mọi lúc, giữ khoảng cách và không được chạm vào bề mặt đá cẩm thạch. Chỉ 5.000 khách du lịch sẽ được phép vào đền trong một ngày, ít hơn nhiều so với mức đỉnh 80.000 khách một ngày trước đây. Taj Mahal là một lăng mộ ở thành phố phía bắc Agra, được hoàng đế Mughal Shah Jahan xây dựng cho vợ ông trong suốt 22 năm. Ngoài đền Taj Mahal, các nhà chức trách Ấn Độ cũng cho mở lại các di tích khác như pháo đài đỏ lịch sử của New Delhi, ngay tại thời điểm tốc độ nhiễm virus corona của Ấn Độ đang gia tăng nhanh nhất trong 3 tháng. Lý do là vì hàng chục ngàn người đang không có việc làm do các doanh nghiệp bị đóng cửa. Trong khi các chuyến bay quốc tế vẫn bị đình chỉ, du lịch nội địa được tái hoạt động và chính phủ đang hy vọng du khách sẽ bắt đầu quay trở lại một số điểm đến phổ biến. Truyền thông Nhật Bản ngày 4 tháng 7 đưa tin là nước này đã yêu cầu hàng ngàn người sơ tán khỏi nhà của họ trên đảo Kyushu phía nam Nhật Bản sau những trận mưa lớn chưa từng thấy. Hãng tin Kyodo đưa tin, với khu vực phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt và lở đất, các nhà chức trách yêu cầu 92.200 hộ gia đình ở quận Kumamoto và Kagoshima phải rời khỏi nhà của họ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, lượng mưa lớn có thể sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 7 và người dân trong khu vực được yêu cầu cảnh giác tối đa, 10.000 binh sĩ sẽ tham gia hoạt động cứu hộ. Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK cho biết, lũ sông Kuma trong khu vực bị ngập lụt đã chia cắt nhà cửa và cuốn trôi một cây cầu. NHK dẫn lời thống đốc tỉnh cho biết, 15 người có thể đã thiệt mạng, trong đó 14 người sống tại một nhà dưỡng lão ở tỉnh này, nơi bị nhấn chìm bởi nước lũ dâng cao.
Mưa lớn cũng làm 9 người mất tích và 1 người bị thương trong tình trạng nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã hạ mức cảnh báo từ mức cao nhất công bố ban đầu để cảnh báo chống lũ lụt và lở đất do mưa chưa từng thấy trong khu vực. Thưa quý vị, giữa những ngày trời chưa sang thu thì nhiệt độ trong khoảng 28 độ C, thế mà người dân tại thành phố Quincy, tiểu bang Massachusetts, Mỹ vừa được chứng kiến một trận tuyết trắng xóa phủ đầy cả một góc đường và các chiếc xe gần đó. Ngay lập tức thì cảnh sát thành phố Quincy đã phải đăng đàn giải thích cho công chúng biết rằng đây chỉ là một sự cố trục trặc của hệ thống chữa cháy tại trạm xăng Stop & Shop ở góc đường phía nam. Vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, CCTV ngay tại góc đường phía nam của thành phố Quincy, Massachusetts đã ghi lại được cảnh tượng một trận lũ bọt tuyết đã trào ra từ trạm xăng Stop & Shop khiến cho cả góc đường bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, hệt như tuyết vừa rơi. Theo thông tin từ phía cảnh sát, đã có 3 người bị ngộp thở vì sự cố này và được đưa đi kiểm tra ngay sau đó bởi dịch vụ cấp cứu Brewster Ambulance. Một phát ngôn viên của trạm xăng cho biết sự cố này là do đầu báo nhiệt bị lỗi và hiện tại tất cả đều đã được thay thế. Thưa quý vị, mới đây các nhà khoa học đã phát hiện khu khai thác đất son có niên đại 12.000 năm tại Mexico. Theo đó thì đất son đỏ là một sắc tố khoáng chất của trái đất được dùng để làm nguyên liệu trong kem chống nắng, chất nhuộm da rất được người tiền sử coi trọng. Vào hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 7, các nhà nghiên cứu đã thâm nhập sâu xuống hệ thống hang động dọc theo dải bán đảo Yucatan của Mexico với hơn 100 lần lặn với tổng cộng hơn 600 giờ đồng hồ và phát hiện rất nhiều cổ vật phục vụ cho một đại công trình khai thác. Chúng bao gồm các dụng cụ đào đất son như đá búa, búa đóng cọc nhỏ làm từ măng đá, vật đánh dấu để hỗ trợ những người khai thác định hướng trong hang động rộng mênh mông, cũng như các lò sưởi được sử dụng để cung cấp ánh sáng. Như vậy, bằng chứng cho thấy hang động này trước khi bị chìm hoàn toàn trong nước và bóng tối đã từng là một mỏ khai thác đất nung lâu đời nhất tại châu Mỹ, kể từ khi quần thể loài người đầu tiên xuất hiện và phát triển. Các hang động sau đó đã bị bỏ hoang trong nhiều thiên niên kỷ trước khi bị nhấn chìm khoảng 8.000 năm trước trong bối cảnh mực nước biển dâng cao sau kỷ băng hà cuối cùng. Các nhà nghiên cứu cũng đã tìm thấy những bộ xương người trong các hang động này. Đất son có khá nhiều công dụng đối với người châu Mỹ cổ đại. Họ dùng nó để làm chất khử trùng, kem chống nắng, chất nhuộm da, vẽ cơ thể và các mục đích khác. Nhóm thợ lặn khám phá những lối ngầm dài khoảng 7 km ở 3 hệ thống hang động riêng biệt. Trong đó có một loạt các đường hầm dài khoảng 900 m, chứa đựng nhiều bằng chứng về việc khai thác đất son. Một số người theo dõi bầu trời đêm vào ngày 4 tháng 7 tại Mỹ vừa qua có thể đã nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu hơn là pháo hoa. Đó chính là nguyệt thực hay còn gọi là trăng tròn tháng 7. Trăng tròn vẫn là một cảnh tượng ngoạn mục cho những người quan sát bầu trời trên khắp thế giới. Nguyệt thực cuối tuần qua là lần thứ 3 trong 4 lần nguyệt thực trong năm. Khi xảy ra hiện tượng nguyệt thực thì trái đất nằm giữa mặt trăng và mặt trời trên một đường thẳng gần như chính xác. Vì sự liên kết này, trái đất đã tạo ra một bóng trên mặt của mặt trăng. Trong nguyệt thực toàn phần, trái đất hoàn toàn in bóng lên mặt trăng và có thể mang màu sắc đỏ như máu. Hãy nhìn kỹ những hình ảnh trăng tròn tháng 7 này và bạn có thể thấy dường như trái đất đang soi mình trên mặt trăng với những dải lục địa lốm đốm. Quả là một cảnh tượng tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Đến đây thì chúng tôi cũng xin được phép khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.